Huyện ủy Simacai đã lựa chọn thẩm định và lập danh sách 7 tập thể tiêu biểu xuất sắc đề nghị tỉnh ghi danh trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. 7 tập thể được huyện lựa chọn đều ở khu vực nông thôn. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tại những thôn bản này đều chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đây cũng là những thôn bản đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, hộ nghèo giảm mạnh. Cụ thể như thôn Lùng Sán, xã Lùng Thẩn hay thôn Phìn Chư Ba, xã Nà Xín đều giảm trên 10% hộ nghèo. Bên cạnh đó, bà con các thôn bản còn tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới. Ngoài 7 tập thể, huyện ủy Simacai cũng đã thẩm định và đề nghị ghi danh 16 cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.